là bệnh viện trước mình vào một lần thôi nhỉ, cái lần thắm mũi thôi. Đây người ta làm cái cầu gì qua đây này, thả mãn xong nhỉ, chặn mãn thì làm gì, làm thông đường chắc. Không hiểu lắm. Đây công ty bất động sản đây à? Chắc là mới à? Trên tiếng Anh. Công ty bất động sản nhiều nhỉ? Nhiều nhỉ? Thật vậy. Không biết. Nhiều thế. Chơi vui không? Vui không? Ngắm nhiều thứ không? Nhiều xe đạp nha. Đấy, ta đi bộ này. Ô tô đấy, đúng không? Ô tô màu trắng. Chuyên bất động sản. Nó bất động sản. Sushi ra xong. Sushi cả. Sushi như bên kia nhỉ, bên kia. Người ta hỏi tên một cái quán ăn. Cửa số đây. Cửa số đây này. À, vai vai. Số ít nước lại nhà gì đó. À voi đấy. Hả? À voi 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 của người ta rồi, mình đi chỗ khác chơi nhá, mình đi chỗ khác công viên, đi công viên chơi nhiều voi hơn nhé. Ăn ngồi yên đi, phải xanh người đi. Xanh người quay trước ngồi thoải mái nhé. Đường đây nó không bằng phẳng nhỉ, cái lát ấy kiểu gập ghềnh. Chim thầu chưa hẳn đang kia, trên này đang trên kia ngồi được đấy, cái công viên
Có đấy. Có đấy. Thôi, đi tiếp. Tin nhanh thì ra kia thôi, con vịt kìa. Xem con hạc kìa. Vịt kìa. Đi trên kia nhiều chó hơn nhé. Ở trên kia ngồi xuống nhiều chó hơn. Công viên đằng kia nhiều chó hơn, cứ được đấy. Ở trên ngay gần đấy. Ở kia 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 kia. Chó đằng kia kìa. Ô, tàu. Ngồi xuống. Đấy, tàu đấy. Ô tô nhiều chưa? Xe buýt kìa. Ở trên kia gần nhà lục sụp lắm. Cái mạng sau này. Ok, khu này cũng không đắt lắm. Gần đây thì đắt rồi, nhưng mà dịch trên đây khoảng tầm 1 cây.